Xin chào các bạn, mình là Niêm Văn Lộc đây, và hôm nay mình làm một cái video này giữa trời nắng để chia sẻ với các bạn về cái lý do là chúng ta nên đặt điều hòa ở trên nóc nhà, tức là ở trên cao và cao hơn, để cục nóng cao hơn mặt lạnh, hay là để cái cục nóng này thấp hơn mặt lạnh, hay để cái cục nóng này sẽ thấp hơn mặt lạnh. Thì thật ra thì mình cũng không chủ định là sẽ quay ở trên nóc nhà này, nhưng mà để nói cái vấn đề này thì mình phải ngồi bên trên máy điều hòa đây và phải ngồi trên nóc nhà để cho các bạn hình dung được ra để nói thì cái sức thuyết phục nó mới cao. Thì theo như mọi thiết kế của sản xuất, theo như mọi thiết kế của mỗi nhà sản xuất ấy, bởi vì theo nguyên tắc làm lạnh, nguyên tắc của dầu và ga trong cái máy điều hòa này, thì chúng ta lên đặt cái cục nóng điều hòa này ở dưới mặt đất, tức là ở dưới thấp hơn so với mặt lạnh. Bởi vì sao? Bởi vì nguyên lý của block này, nguyên lý của block này là cái đường đẩy ra, nó sẽ đẩy cả ga, cả dầu đi ra để làm lạnh, và đường hồi về là đường ống to, là đường có áp lực hút yếu hơn so với những gì đẩy ra. Cho nên khi hồi về thì ga và dầu sẽ về cùng nhau. Nhưng nếu bạn nắp cái này ở trên cao, thì chỉ có ga sẽ hồi về cùng nóng mà thôi, chứ dầu sẽ không bị hồi về cùng nóng được. Vì cái lực hút của máy hút về rất là yếu, ở trên cao thì chắc chắn nó sẽ không hút được hết về. Và bởi thế cho nên khi bạn nắp ở máy trên cao, thường chỉ có ga sẽ hồi về, chứ còn dầu sẽ không thể hồi về được. Cho nên là để như nắp máy tốt nhất thì các bạn phải lắp máy cái cục nóng này ở dưới mặt đất. Ở dưới mặt đất là tốt nhất, hoặc thấp hơn mặt lạnh là tốt nhất, để cho dầu và ga đều có thể hồi về. Thì nếu như mà dầu không hồi về được cái cục này, thì cái bờ lốc ở trong này nó sẽ không có dầu để bôi trơn, không có dầu để làm mát, và không có dầu như vậy thì block sẽ hoạt động trong tình trạng thiếu dầu, giống như chiếc xe máy của bạn mà thiếu dầu, đúng không? Thì nó sẽ bị nóng block, bị mòn block, và sau nhiều thời gian, 5 tháng thì block sẽ bị kẹt, bị cháy, thậm chí là chết luôn block. Đấy là cái rủi ro khi mà các bạn nắp cái máy điều hòa này trên nóc nhà. Thế thì các bạn sẽ hỏi là thế tại sao ông Lộc, ông biết về cái điều đó, ông lại nắp cái điều hòa này trên nóc nhà? Mình mặc Lộc thích nắp cái điều hòa này trên nóc nhà. Lý do thứ nhất là không bị mất một đôi chân giá, Lộc tiết kiệm một đôi chân giá. Cái thứ hai là để trên nóc nhà này thì cái độ ồn của cái máy này ấy, nó không đi vào trong phòng, và cái độ ồn của cái máy này nó ở trên tầng cao. Độ ồn ở trên tầng cao thì sẽ không còn âm thanh ở dưới phòng nữa. Nhưng mà cái vấn đề ở đây nó tồn tại một chỗ, đó là có một cách xử lý, để khiến cho dầu không bị thất thoát đi ở dưới dàn lạnh mà vẫn có thể hồi về được cái block này. Thì khi mình lắp đặt, các bạn sẽ uốn ống đồng đấy, cao ngang bằng hoặc cao hơn cái cục block này, sau đó mới cho đường ống đồng đi vào ra co, để bạn làm một cái bẫy dầu ở cái chỗ này, ở cái đoạn này. Khi bạn có một cái bẫy dầu ở cái đoạn này rồi đấy, thì lượng dầu sẽ bị ứ động, và tụ ở đây. Nó cũng sẽ xuống dàn lạnh, nhưng mà nó sẽ xuống ít hơn, và nó sẽ không bị tụ ở dàn lạnh bởi vì nó đã tụ ở đây rồi. Thì cho nên là khi mà các bạn lắp cái máy như này, các bạn sẽ cảm thấy yên tâm hơn, là các bạn để dưới mặt đất. Nhưng mà với dùng cái cách như thế này thì cái độ làm lạnh của nó so với mình để cái máy này thấp hơn mặt lạnh, hay là dưới mặt đất, thì nó có làm lạnh tốt hơn không? Thì xin thưa các bạn là để cục nóng này để thấp hơn mặt lạnh hoặc là để dưới mặt đất thì chắc chắn sẽ làm lạnh, sâu hơn, làm lạnh tốt hơn với việc các bạn để cái cục nóng này ở trên nóc nhà như thế này. Đấy.
Và thứ hai là dầu nó hồi về thì cái máy nó sẽ được rất là bền và rất là bảo đảm. Và xin kết thúc video đây, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé.